Như chúng tôi đã từng thông tin, từ khoảng cuối tháng 9 đến nay thì hai cửa hàng SJC ở Đà Nẵng đóng cửa không lý do. Khách hàng đến liên hệ giao dịch mua bán không thành, gọi điện đến số của cửa hàng thì không có nhân viên nghe máy. Đến hôm qua, các chi nhánh trung tâm vàng bạc đá quý SJC miền Trung đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, các đơn vị này chưa hoạt động chính thức mà hẹn với khách hàng ngày giao dịch trở lại vào đầu tuần sau. Theo ghi nhận, hai cửa hàng giao dịch chi nhánh SJC miền Trung đặt ở thành phố Đà Nẵng đã mở cửa trở lại trong ngày 11 tháng 10. Tuy nhiên, các cửa hàng này vẫn chưa hoạt động kinh doanh như bình thường. Với lý do giải quyết vấn đề nội bộ, các giao dịch đến thời điểm này tại các cửa hàng đều chưa thực hiện được. Một số nhân viên tại đây cho biết cửa hàng sẽ hoạt động bình thường trở lại vào thứ hai tuần tới, tức ngày 14 tháng 10. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Đà Nẵng cho biết, theo Nghị định số 88 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ gian ngân hàng, chưa có quy định về việc xử lý đối với cửa hàng vàng tạm thời đóng cửa. Đơn vị đã thực hiện báo cáo Ngân hàng Nhà nước về trường hợp này.